Đồng chí Nguyễn Tiến Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Bí thư đồng chí Hoàng Văn Vị, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, hàng năm khi mùa xuân đến, thôn nhà lại tổ chức lễ hội đình làng diễn ra từ ngày 19 tháng giêng đến hết ngày 24 tháng giêng. Đây là một nét đẹp truyền thống từ ngàn xưa để lại, một nếp sống văn hóa. Lễ hội diễn ra khi cảnh xuân tươi thắm, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy nọc, người người nô nức quần áo lượt chảy hội du xuân, thành kính dâng lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe dồi dào. Đình làng Văn Mạc thờ Đức Trần Thủ Độ, ngài là một nhân vật siêu việt, một chính khách lỗi lạc, có tài tế thế an bang phi thường, đã nắm giữ giường mối quyết đoán mọi việc nước trong triều Trần, trong triều ngoài lộ suốt 40 năm. Suốt đời tận tụy phục vụ nhiệm đế nhà Trần, ngài mất tháng giêng năm 1264 cầm chính quyền. Đức Trần Thủ Độ có nhiều công lao làm cho dân giàu nước mạnh. Đối với nhân dân, đối với nước, ngài cũng quá nhiều công đức lớn lao. Sau nghìn đời công luận đã đi định công, hiện vào bậc thứ nhất dưới trời Nam. Phan Kế Bính có thơ vị Trần Thủ Độ: sóng gió đùng đùng Phật hiểm gian, một tay xoay sở chống gian nan, còn đầu còn vững còn no nước, ấy mới anh hùng, ấy mới gan. Tương truyền trong một lần dừng chân tại làng ta, được nhân dân hết lòng giúp đỡ, và sau khi ngài mất, được thờ ngài tại đình làng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử truyền thống vẫn lưu giữ đến ngày nay, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ và cuộc chiến tranh giữ nước chống quân xâm lược, hàng trăm thanh niên trai đảng đã lên đường nhập ngũ, trong số đó nhiều người không trở về, có người mang thương tật trong mình, có người trở thành nổi tiếng như anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Có được điều đó đều nhờ việc hút đúc tinh thần dòng máu Đông A qua lễ hội đình làng. Mấy năm qua do dịch Covid mà lễ hội bị gián đoạn, năm nay điều kiện thuận lợi, cán bộ và nhân dân thôn nhà quyết tâm tổ chức lễ hội truyền thống đình làng thành công để tế thánh cầu an và tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng của năm 2023 trong việc xây dựng nông thôn mới, giữ vững tiêu chí làng văn hóa mới, đoàn kết xây dựng quê hương, đời sống được nâng cao, nhà nhà được no đủ. Trong 6 ngày vừa qua, với sự góp công góp sức của toàn bộ thể cán bộ và nhân dân thôn nhà, chúng ta đã thực hiện thành công lễ hội. Hôm nay là ngày cuối cùng nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các cụ ông, các cụ bà và toàn thể nhân dân trong thôn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Bí thư đồng chí Hoàng Văn Vị, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, hàng năm khi mùa xuân đến, thôn nhà lại tổ chức lễ hội đình làng diễn ra từ ngày 19 tháng giêng đến hết ngày 24 tháng giêng. Đây là một nét đẹp truyền thống từ ngàn xưa để lại, một nếp sống văn hóa. Lễ hội diễn ra khi cảnh xuân tươi thắm, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy nọc, người người nô nức quần áo lượt chảy hội du xuân, thành kính dâng lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe dồi dào. Đình làng Văn Mạc thờ Đức Trần Thủ Độ, ngài là một nhân vật siêu việt, một chính khách lỗi lạc, có tài tế thế an bang phi thường, đã nắm giữ giường mối quyết đoán mọi việc nước trong triều Trần, trong triều ngoài lộ suốt 40 năm. Suốt đời tận tụy phục vụ nhiệm đế nhà Trần, ngài mất tháng giêng năm 1264 cầm chính quyền. Đức Trần Thủ Độ có nhiều công lao làm cho dân giàu nước mạnh. Đối với nhân dân,
đối với nước, ngài cũng quá nhiều công đức lớn lao. Sau nghìn đời công luận đã đi định công nghiệp vào bậc thứ nhất dưới trời Nam. Phan Kế Bính có thơ vị Trần Thủ Độ: sóng gió đùng đùng Phật hiểm gian, một tay xoay sở chống gian nan, còn đầu còn vững còn no nước, ấy mới anh hùng, ấy mới gan. Tương truyền trong một lần dừng chân tại làng ta, được nhân dân hết lòng giúp đỡ, và sau khi ngài mất được thờ ngài tại đình làng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử truyền thống vẫn lưu giữ đến ngày nay, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ và cuộc chiến tranh giữ nước chống quân xâm lược, hàng trăm thanh niên trai làng đã lên đường nhập ngũ. Trong số đó nhiều người không trở về, có người mang thương tật trong mình, có người trở thành nổi tiếng như anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Có được điều đó đều nhờ việc hút đúc tinh thần dòng máu Đông A qua lễ hội đình làng. Mấy năm qua do dịch Covid mà lễ hội bị gián đoạn, năm nay điều kiện thuận lợi, cán bộ và nhân dân thôn nhà quyết tâm tổ chức lễ hội truyền thống đình làng thành công để tế thánh cầu an và tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng của năm 2023 trong việc xây dựng nông thôn mới, giữ vững tiêu chí làng văn hóa mới, đoàn kết xây dựng quê hương, đời sống được nâng cao, nhà nhà được no đủ. Trong 6 ngày vừa qua, với sự góp công góp sức của toàn bộ thể cán bộ và nhân dân thôn nhà, chúng ta đã thực hiện thành công lễ hội. Hôm nay là ngày cuối cùng nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các cụ ông, các cụ bà và toàn thể nhân dân trong thôn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
các vị đại biểu và toàn thể nhân dân thôn Vân Mạc. Tôi là một người con ở quê hương, bây giờ đã sinh sống ở Quảng Ninh, hôm nay là ngày hội làng, tôi đã về góp vui với cả làng. Tôi xin trình bày bài ca khúc tựa đề là quê hương. Xin mời quý vị thưởng thức và đón nghe.
dân ca quan họ Bắc Ninh của chúng em đã chính thức được Ủy ban UNESCO vinh danh và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trường tồn và lan tỏa. Quan họ Bắc Ninh không chỉ là đặc sản, là niềm tự hào của hơn 90 triệu dân Việt Nam và gần 9 tỷ dân trên toàn thế giới. Và thưa quý vị thân mến, để mở đầu cho những canh hát hay những cuộc chơi thì chị hai, chị ba chúng em không bỏ qua được phong tục hát mời nước mời dầu. Về với nước người xưa có câu: mời tay nâng chén em mời, trà sách thơm đường cả 10 ngón tay. Về mời chầu con họ xưa đại bào, chầu xanh cao trắng chay hồng, vơi ca vinh nghe túc lòng với duyên. Hai chầu này chầu tính chầu tình, chầu lát chầu vườn chầu mình chầu ta. Chầu này con họ chúng em tiên tối hôm qua, nên ngày lễ lớn em ra mời người. Có cò có vò có vơi, chất chào mỗi người sức một cầu, cho con họ chúng em vui lòng. Và mở đầu cho canh hát mừng lễ truyền thống tình làng văn mặt trong buổi sáng ngày nay, trân trọng kính mời toàn thể trên các cụ, các ông, các bà, các đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo nhân dân đương, nhân dân địa phương cũng như sứ giả thập phương, chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi, cùng thưởng thức vị cây và dầu, vị lồng của vôi và hướng mắt của mình lên sân khấu, cùng trở về với chị hai, chị ba chúng em, cùng đắm cùng say trong làn điệu con người bà đắm thắm, làm say đắm lòng người với một nhạc phẩm rất nổi tiếng của Lê Minh, ca khúc được mang tựa đề Khách đến trên nhà. Và quý đông hội có thể vui lòng nở một tràng pháo tay chúc mừng tận lời cho các khúc đầu tiên của đồng hoa. Xin cảm ơn rất nhiều.
cho vào tay khích lệ thật lớn nữa đúng không ạ? Quý thân mến, vừa rồi quý vị đã được thưởng thức vị cay của trầu, vị lồng của vơi, và cùng trở về với tục mời lướt mời trầu ân tình của vùng xứ Bắc Linh Kinh Bắc thân thương, đã được nhạc sĩ Vâng ạ Lê Minh thủ hưởng qua nhạc phẩm nổi tiếng được mang tựa đề Khách Đến Trên Nhà. Và thưa quý vị thân mến, lễ hội đình làng của chúng ta được tổ chức thường niên hàng năm và cũng ngày này hàng năm. Thưa quý vị, toàn thể các cụ thái ông lão bà cũng như toàn thể cán bộ lãnh đạo nhân dân địa phương, du khách thập phương, những người con xa quê chúng ta cùng hân hoan di chuyển trở về với lễ hội đình làng để cùng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, vâng, và có thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Và thưa quý vị thân mến, trở lại với chương trình lễ truyền thống trong buổi sáng hôm nay, thì kính chúc toàn thể quý vị một mùa xuân mới đa tài đa lộc đa phú quý, đắc phúc đắc thọ đắc vinh quang, tiền vô cửa trước vàng vào cửa sau, hai thứ gặp nhau cùng lao vào trong két sắt, một phần thì mua đất, một phần thì mua nhà, một phần thì dành thời gian chúng ta sẽ có rằng là mua những chiếc xe thật sang thật xịn để chúng ta có những thời gian đi du lịch và dành thời gian để du lịch bên nhau. Và ngay bây giờ trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt của mình lên sân khấu để cùng sẽ được trở về với một người con của quê hương. Xin mời bà sẽ cùng di chuyển trở về sân khấu dành tặng tới toàn thể quý đông hội một bài thơ ý nghĩa nhất. Trân trọng kính mời bà. Và quý vị có thể dành tặng cho người con quê hương của chúng ta một tràng pháo tay chúc mừng thật lớn nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa các cụ, thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, năm nào cũng thế, khi mùa xuân sang trăm hoa đua nở thì cán bộ và nhân dân thôn Vân Mạc chúng tôi lại mở hội mừng đảng mừng xuân mừng quê hương đổi mới, và nhớ tới người anh hùng đã có công gây dựng lại 14 đời vua của nhà Trần. Thì trong những cái lúc cảm xúc như này thì tôi có mấy lời thơ thì xin mời các quý vị cùng thưởng thức. Lệ làng mở hội tháng riêng, thần hoàng bàn thổ linh thiêng tuyệt trở lại với ca sĩ Ngọc Huy.
Nguyên, Phương Nguyên của chúng em với một bài hát Anh Chưa Đến Nàng Quan Họ, chọn tình nghe kênh hát trao duyên Anh Chưa Đến Dòng Sông Cầu, ngồi tựa mặt thuyền cùng câu hát đợi chờ. Xin mời quý vị thưởng thức và đón nghe.
Phương kính thưa trên các phủ biểu quan khách mời tập phương vương 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 nắng nợ anh chưa đến nàng quan họ chọn tình nghe canh hát chờ duyên anh chưa đến dòng